Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Top Game Live. Và hôm nay Cổ Vàng sẽ giới thiệu anh em một tựa game mobile vừa mới ra mắt tại thị trường Việt Nam vào lúc 10 giờ sáng nay ngày 12 tháng 6 bởi nhà anh Soha Game, có tên gọi là Hầu Ca Đi Đâu Đấy. Một tựa game thẻ tướng rảnh tay lấy chủ đề fantasy, là sự kết hợp giữa các cái nhân vật thần thoại ở trong của Trung Quốc và của phương Tây. Đấy, thì đại loại thì đây các bạn thấy có mình là nhân vật chính nhá. Thì nhân vật chính nó sẽ tự động chiến đấu, các bạn không cần phải làm gì cả. Nhiệm vụ của bạn đi nâng cấp level này và tiếp tục chiến đấu. Thì sau này các bạn sẽ có thể chiêu mộ thêm các cái tướng đồng hành khác và xây dựng tổ đội tối đa hình như là 5 thành viên á và đi chiến đấu. Game nó rất là nhàn luôn. Có một cái điểm cộng của cái con game Hầu Ca Đi Đâu Đấy này là tự bình thường các con game tương tự nha, có rất nhiều game tương tự này rồi thì mình sẽ phải bấm bằng tay đầu tiên, sau này nó mới có auto. Nhưng game này thì nó mở auto từ sớm luôn, thế mình sẽ không phải bấm gì cả. Nó rất là nhàn luôn, nhiều game nó tương tự con game này này, nó y hệt luôn ấy. Nhưng mà phải bấm lúc nào phải bấm bằng tay để chiến đấu nhanh ấy. Đấy, nhưng mà game này thì auto sẵn hết rồi. Đấy, nó rất là nhàn luôn. Thế đây là một cái điểm cộng mà mình thấy là rất là ok, đúng tính chất là game rảnh tay đối với con Hầu Ca Đi Đâu Đấy này. Đó thì nhân vật đi chiến đấu thôi, rồi các bạn nên nâng level lên này rồi đấy. Cấp của tướng đồng hành thì không vượt quá được cấp tướng chính nhá. Ví dụ nhà mạo hiểm là tướng chính của mình này là level 13 thì tướng đồng hành chỉ lên được tối đa level 13 thôi, thì mình sẽ phải nâng cấp dần lên. Chúng ta sẽ có phần mũ này, mũ này thì các bạn phải mở ra tướng này hoặc là ra các nguyên liệu vàng các thứ. Thì sẽ có 5 loại phẩm chất tướng khác nhau, 5 loại phẩm chất mũ khác nhau, mũ ảo thuật á. Mũ xanh là cây này, mũ lam này, mũ tím này, mũ cam và mũ đỏ. Mũ càng xịn thì tỷ lệ ra tướng càng cao nhá. Ví dụ mũ phép đỏ ra tướng đỏ lên 34% cơ. Đấy, ở đây mình được tặng tướng miễn phí thì mình cứ nâng cấp thôi. Đó, như vậy là đội hình mình đã có bao gồm tướng chính thì có hai thêm tướng hai tướng đồng hành nữa. Đấy, các bạn này mở ra này, mở mũ ra các thứ thì nó sẽ có xác suất ra tướng vào đấy hoặc là ra nguyên liệu. Rồi, ở đây có phần trang bị thì các bạn có thể cường hóa trang bị cho nhân vật nữa. À đây có cả phần chiêu mộ tướng này. Đấy, đây cũng là thêm một cách để các bạn có tướng. Đó sẽ có tính năng chiêu mộ. Thì các bạn sẽ dùng vé chiêu mộ nhá, các bạn phải nạp tiền hoặc là tích vé này. Tỷ lệ thì nói chung nó ra cả mảnh tướng nên là mình nghĩ là nó cũng khá là thấp đấy. Tỷ lệ nó không quá cao đâu. Thì đấy là thêm một cách để có tướng. Tức là có tướng để mà có tướng để đồng hành ấy, các bạn có thể thông qua tính năng chiêu mộ này hoặc là mở cái mũ này ra. Đó, thì nó sẽ có xác suất ra tướng. Đấy. Nói chung là cái dạng game này thì nhiều game có rồi. À đây có Tôn Ngộ Không này. Đó, nhân vật chính của cái tên game này Hầu Ca Đi Đâu Đấy và cũng là quà nạp đầu tiên luôn. Thì mọi người có thể nạp đầu luôn để nhận được tướng đỏ Tôn Ngộ Không nhá, rất là ngon luôn. Đây danh sách tướng này, các bạn có thể nâng cấp tướng lên. Đó, ở đây phần đồ giám này các bạn có thể thấy là mình sẽ có rất là nhiều tướng, bao gồm có Na Cha này, rồi tuyết nữ có Ares, Athena, Hades ở trong thần thoại phương Tây này, có Dương Tiễn, Khương Tử Nha, Hằng Nga, Lạc Thần, Cupid. Đấy, game này thì nó là tổng hợp các cái nhân vật thần thoại của phương Đông và phương Tây, chứ nó không phải mỗi là của Trung Quốc nhá. Đấy, thần thò thứ luôn này. Và điểm đặc biệt là cái game này ấy, nhân vật thì nó là những cái chú thú cưng, khuôn mặt là những chú thú kiểu các cái động vật ấy mọi người. Đây các bạn thấy. Đó, như kiểu mấy con thỏ ấy. Chính xác là mấy con thỏ. Tạo hình của mấy con thỏ. Đây các bạn nhìn này. Đó. Tai thỏ mà. Đó. Đúng rồi. Như vậy là game này thì nhân vật chính là sẽ là những chú thỏ với được tạo hình của các cái nhân vật thần thoại. Đấy. Đúng rồi, tai thỏ. À. Đấy các bạn thấy không? Rồi, chúng ta có phần dùng cái này thì nó sẽ búp lên, tăng tốc độ tấn công này, tăng sát thương các thứ. Đấy, có 3 loại búp là tím, cam và đỏ. Đấy, canh cá mỹ vị là xịn nhất nhá. Đó, thấy là nó sẽ chiến đấu nhanh hơn này, tăng tốc chiến đấu đấy, bắn như tiểu liên luôn. Rồi chúng ta có phần nhiệm vụ hàng ngày, nhận thưởng này, nhiệm vụ tuần, nhiệm vụ thành tựu. Đó, rất là đơn giản đúng không? Game này có code nhá, nhưng mà code thì các bạn lên fanpage lấy và nhập code ở trên trang chủ của game, chứ không nhập code in game được. Game này không nhập code in game nhá. Đây mình có thể đổi tên này, miễn phí lần đầu, cậu vàng. Đấy, này thì không nhập code ở in game được. Game nó vậy rồi. Bây giờ thì tích nó sẽ tích mũ lại thì nó sẽ tặng thêm các mũ đợt sau. Rất đơn giản vậy thôi. Rồi các bạn đi nâng cấp tướng của mình lên này. Đấy. Rồi cường hóa nhanh trang bị này. Đó. Rồi lại tiếp tục mở mũ rồi đi làm nhiệm vụ các thứ. Nói chung là game rất là nhàn, đơn giản dễ chơi luôn, thề ai cũng thể chơi được ấy. Thế nhưng mà mình cảm giác game đang hơi đông thì hơi thỉnh thoảng hơi bị delay nhẹ một tí.
Đây, có ký danh 7 ngày nhận quà nữa này. Đấy. Các cái tính năng nó mở dần dần. Đây, ký danh 7 ngày đăng nhập đến ngày thứ 7 thì các bạn sẽ được tặng tướng Nacha miễn phí nhá. Ô, được tặng tướng Cam miễn phí này. Đó. Có phần đội hình đây thì các bạn có thể sắp xếp đội hình nhá, tối đa 5 tướng ra trận thôi. Bao gồm cả nhân vật chính của mình nữa là 6 người đấy. Rồi, ở đây cái game có phó bản này, rất là nhiều phó bản khác nhau. Ví dụ như là tháp thần tọa này, rồi đấu trường. Đấy, rồi trại quái thú, hành trình ẩm thực, cổ tích rừng thỏ, thoát khỏi trang trại, vòng quay gia viên, đăng thần trường giai, đỉnh cao võ đạo, khiêu chiến thí luyện, bí cảnh pet, sổ tay phái, thủ vệ thánh cảnh. Đó, rất là nhiều phó bản nhá. Mình thấy là mới một con game rảnh tay này thì hệ thống hoạt động như thế là mình nghĩ là cũng đủ rồi. Nói chung là game này hướng đến cái lối chơi đơn giản, ai cũng thể chơi được ấy. Mọi thứ đều làm nó khá là dễ hiểu. Thật sự là ai cũng thể chơi được luôn. Kể bạn lần đầu tiên chơi thì loại game này thì vì chúng ta có phải cần phải làm gì đâu. Mọi thứ đều rất là đơn giản luôn đấy. Rồi, cường hóa nhanh trang bị này. Đấy, sau này có rèn thần khí này, rồi thần cách, rồi khảm ngọc các thứ. Nói chung là rất nhiều cái để anh em mình khám phá nhờ. Rồi, sự kiện đặc sắc này, có ký danh này, nhận quà này, ưu đãi hàng ngày này, các cái sự kiện giờ vàng này, nhận thưởng này. Đó, lại mở mũ ra. Ôi, ra tướng này, nhưng mà tướng tím thôi. Bây giờ tầm này phải có tướng cam, tướng đỏ thì tính sau nhưng mà có xong nhận được lag à? Game hơi lag. Đang đông quá nên mình đang chơi server 1 nên hơi lag một tí. Thỉnh thoảng nó delay nhẹ một xíu anh em ạ. Ưu tiên là các bạn nâng cấp tầng chính trước nhé. Đó, rất là tốn vàng luôn á. Rồi lại tiếp tục chiến đấu thôi. Game nhàn nhỉ? Nói chung là để mà giới thiệu thì cũng không quá nhiều điều gì giới thiệu với cái con game hầu ca đi đấu này, đi đâu đấy này đâu. Nó rất là đơn giản rồi như mình đã nói á. Thì chủ yếu là nếu bạn nào mà thích một dạng game nhập vai rảnh tay đấy với chủ đề fantasy thú vị nha thì cũng có thể tải game và chơi thử con hầu ca đi đâu đấy này. Nhưng mà lag, game lag chắc đông quá này, còn này, ấn mãi nó mới được này. Đây cũng là điều mà chắc là sẽ phải mở thêm server thôi vì hiện tại lượng game kiểu game vừa ra mắt là mình vào chơi luôn ấy, nên là người chơi cũng khá là đông. Hiện tại mình thấy là có khoảng 3 server rồi nhưng mà chắc phải mở thêm thôi, đông quá đấy. Mình đang chơi server 1 là đông nhất luôn ấy. Cái này thì có thể thông cảm được vì là game mới ra mà đông người chơi thì không thể tránh được. Đấy, nhưng mà nếu mà các bạn nào vào chơi sau thì các bạn hãy chơi ở những cái server sau nhá thì nó đỡ hơn. Ok, thì cảm ơn anh em đã theo dõi bên này của cậu Vàng. Và thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh Tokyo Online. Cảm ơn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye.